Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xin thông báo thời gian gần đây bãi biển thường có kẻ gian trà trộn vào đánh cắp tài sản của quý khách, nên thông báo với quý khách mình có tài sản xin đem vào vô chủ kinh doanh và gửi, hoặc không là mình phải có người trông giữ, chứ không bỏ tài sản nơi công cộng để tránh trường hợp bắt cóc bắt biết thì xảy ra. Đây là những thông báo hàng ngày bằng loa nhắc nhở, khuyến cáo của đội quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng đến với người dân và du khách ở bãi biển Sơn Trà trong việc bảo quản tài sản đề phòng mất cắp. Cùng với đó, lực lượng 8394 phường Phước Mỹ, lực lượng dân quân thường trực, tổ bảo vệ dân phố, dân phòng phối hợp tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh an toàn trên các bãi biển. Thực tế thời gian vừa qua, lợi dụng biển Đà Nẵng đông người, một số tội phạm trộm cắp theo dõi, chờ du khách sơ hở để lấy tài sản, trong khi nhiều người dân du khách chủ quan để tư trang như túi xách, điện thoại, ví tiền trên bãi cát để tắm biển, vui chơi, không người trông giữ. Các lực lượng tuần tra trên biển thường xuyên nhắc nhở du khách cẩn trọng bảo quản tài sản bên mình hoặc gửi tại các quầy trông giữ đồ. Trước khi đến với Đà Nẵng du lịch thì em cũng được biết là Đà Nẵng là một cái nơi mà mọi người rất là thân thiện, an ninh rất là tốt, nên là em cũng khá là chủ quan. Em không có nghĩ là phải gửi đồ, em cứ để, tại vì em muốn quay chụp nó nhanh thì thôi, thì em muốn thì em để đồ ngay ở chỗ em chụp thôi. Nhưng mà em không nghĩ đến là sẽ có những cái gọi là kẻ gian, hoặc là đấy là một cái hành động tạo cơ hội cho kẻ gian có thể làm điều bất chính ấy. Cái việc mà các anh chị trong lực lượng chức năng đi nhắc nhở thế này nó rất là kịp thời và có hiệu quả để cái an ninh của bãi biển có thể tốt hơn và để người dân có thể có một cái kỳ nghỉ trọn vẹn hơn. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều kẻ gian thường xuyên di chuyển trên bãi biển, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ đầu tháng 8 đến nay, Ban Quản lý cùng với các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ và xử lý hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên bãi biển. Thủ đoạn của các đối tượng phần lớn là trà trộn làm người đi tắm biển, chơi thể thao để quan sát tình hình, lợi dụng du khách mang theo túi xách nhưng sơ hở trong quản lý thì nhanh chóng lấy cắp tẩu thoát. Chúng tôi đi tuần tra thường xuyên, thấy tài sản của du khách hay để dưới bãi biển không có người trông coi. Quan trọng nhất là vấn đề tài sản. Nếu mà tài sản của quý khách mà để không có người trông coi á, thì sẽ tạo cơ hội và một cái lỗ hở rất lớn để cho kẻ gian trà trộn vào và đánh cắp tài sản của mình. Trong thời gian đến thì bằng lý thành lập nhiều cái tổ tuyên truyền dọc tuyến biển hàng ngày, là cầm loa đi trực tiếp nhắc nhở người dân và du khách khi mà tham quan tắm biển là phải bảo quản tài sản cá nhân, tránh trường hợp mà mất cắp. Đây là cái việc mà rất là ý nghĩa, góp phần xây dựng cái bờ biển an toàn, văn minh, hấp dẫn. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức, cẩn trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản khi tham quan du lịch tại bãi biển Đà Nẵng. Khi vui chơi, thư giãn và tắm biển, nên gửi tư trang, vật dụng có giá trị tại các quầy trông giữ đồ, trong các khu nhà tắm nước ngọt hoặc tủ giữ đồ tại các tổ kinh doanh dù ghế, giải khát trên bãi biển. Nếu không sử dụng dịch vụ trông giữ đồ, người dân và du khách phải bảo đảm tài sản được giữ cẩn thận trước khi tắm biển.